Việt Trung và Thảo My xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Với chủ đề giải trí, du lịch cuối tuần, bên cạnh thông tin thị trường thì các tin tức thú vị nằm trong chủ đề hôm nay sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý khán giả. Mở đầu là phần siêu thị tin, mời quý vị theo dõi. Mở đầu chương trình là một thông tin hấp dẫn dành cho quý khán giả yêu thích nghệ thuật. Mới đây, vở kịch The Run đã được chính thức ra mắt người yêu nghệ thuật với hình thức độc đáo khi mà cả biên kịch, diễn viên, chuyên gia và khán giả có thể cùng đưa ra những nhận định, đánh giá và góp ý cho vở kịch, tăng tính tương tác trong lúc thưởng thức. The Run là vở kịch ngắn do Trà Nguyễn biên kịch và đạo diễn, nội dung xoay quanh ba bệnh nhân Joe, Lee và Nogi cùng mắc hội chứng helium khiến thăng bằng nội tại của cơ thể họ bị phá vỡ và nhiều căn bệnh trầm kha phát tiết. Được chọn vào một chương trình điều trị thử nghiệm trong không gian, họ cùng đến một căn cứ để rèn luyện nơi thể chất, tinh thần và xúc cảm của họ bị thử thách. Vở kịch lột tả câu chuyện của họ trước ngày khởi hành vào vũ trụ. Vở kịch có thời lượng khoảng 45 phút, tiếp sau đó là phần thảo luận phê bình với hai khách mời. Với trải nghiệm thú vị này, khán giả không chỉ xem kịch mà còn có cơ hội tham gia vào cuộc thảo luận mang tính phê bình với biên kịch, đạo diễn, diễn viên của The Run. Tôi nghĩ đây là một cái hình thức hay, bởi vì là với những cái tác phẩm mà mang tính trừu tượng cao thì rất là nên có những cái ý kiến chuyên gia trao đổi phía sau để khán giả có thể hiểu rõ hơn vở kịch. Trong tương lai, loại hình nghệ thuật này sẽ được tiếp tục gửi đến quý khán giả với nhiều vở diễn cùng các nhà phê bình tên tuổi. Quý vị truy cập vào trang web của Soul Life Project Complex ở địa chỉ http://soullifeproject.com.vn hoặc tại số 216 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm. Trong khi đó, một cuộc thi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi ở các trung tâm bảo trợ trẻ em, nhà mở, máy ấm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mang tên Cho Con Tình Yêu Thương đã được phát động với mục tiêu tìm kiếm những câu chuyện về mảnh đời đặc biệt của các bé và hỗ trợ biến ước mơ của bé thành hiện thực. Chương trình sẽ đi qua 10 máy ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tìm những câu chuyện hay của các bé dưới 16 tuổi bị bỏ rơi hoặc mồ côi và đăng trên báo Phụ Nữ điện tử từ nay đến ngày 1 tháng 6 năm 2018. Chương trình do báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhãn hàng sữa dê công thức DG New Zealand và công ty Pacific Healthcare cùng tổ chức. Điều đặc biệt quan trọng trong chương trình lần này là chúng tôi có cơ hội được gặp những đứa trẻ mồ côi, các em bị thiếu thốn về tình thương của mẹ cũng như là về dinh dưỡng. Bên cạnh việc tạo điều kiện để giấc mơ của các em bé mồ côi thành hiện thực, chúng tôi còn hướng tới các hoạt động giáo dục làm sao cho các em có tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc. Ban tổ chức cũng sẽ tiếp nhận bài viết của tất cả các trẻ em mồ côi trên cả nước qua địa chỉ email cho con tình yêu thương 2018a@gmail.com. Những bài viết được chọn đăng trên báo Phụ Nữ điện tử sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng một bài. Riêng 10 trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, 3 bài viết của 3 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được ban tổ chức phối hợp cùng với các mạnh thường quân giúp các em biến ước mơ thành hiện thực nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tới đây. Khán giả thân mến, hiểu được nhu cầu mua sắm các thiết bị điện gia dụng luôn cao, hệ thống siêu thị Cóp Mắt phối hợp với các thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng như Lock & Lock, Media, Super, Kangaroo để mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng trong tuần này. Cụ thể, các sản phẩm được Cóp Mắt giảm giá trong đợt này gồm có nồi cơm điện Media 700ml được giảm giá 23%, còn 619.000 đồng một cái, máy xay sinh tố Super 1,5 lít giảm 25%, còn 641.000 đồng một cái, chảo không dính Shine Fry Pan 28cm giảm 22%, còn 145.000 đồng một cái, hộp thủy tinh chữ nhật Lock & Lock 430ml, 530ml, 730ml giảm 45%. Bên cạnh đó, còn nhiều sản phẩm được giảm giá khác như bếp ga, bếp điện từ, nồi nhôm. Quý khán giả truy cập vào website www.copmac.com.vn để xem thêm các thông tin ưu đãi. Hè này, nếu đang có kế hoạch du lịch biển đảo, quý vị hãy thử những trải nghiệm khác lạ tại một hòn đảo nhỏ ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lặn ngắm san hô và ăn tôm hùm ngay tại những bè nhà dân trên biển. Hãy theo chân Mua Gì Ở Đâu đến đảo Bình Ba.
tại Bình Ba, hầu hết các hoạt động du lịch đều được tổ chức tự phát do chính người dân trên đảo tổ chức và dẫn tour. Bình quân, một tour du lịch bao gồm chỗ nghỉ ngơi được thiết kế cho nhóm từ 8 đến 10 khách sẽ có giá từ 1,3 đến 1,5 triệu đồng một người. Một trong những hoạt động đặc biệt trong tour tham quan là lặn ngắm san hô tại bãi nhà cũ, đi thuyền thúng đáy chai và sau đó du khách sẽ có cơ hội được tham quan quy trình nuôi bắt hải sản ngay tại bè nổi trên biển. Tại đây, người dân địa phương sẽ lặn bắt tôm hùm, cá mực và chế biến ngay tại chỗ. Khách tham quan sẽ được tận hưởng các món luộc, nướng tươi ngon từ các loại hải sản này. Giá 1kg tôm hùm từ khoảng 1 triệu đồng trở lên. Trong khi đó, các loại cá như cá chim, cá bè, cá giò có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng 1kg. Để đến đảo Bình Ba, quý khán giả có thể đặt xe khách di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cam Ranh với giá khoảng 190 ngàn đồng một vé. Từ cảng Ba Ngòi, quý vị có thể thuê cano với giá 100 ngàn đồng một người hoặc đi tàu với giá từ 20 đến 40 ngàn đồng một người. Điều đặc biệt là hiện đảo không cho phép người nước ngoài đến du lịch nên các bạn cần lưu ý các thành viên trong nhóm. Nếu tour du lịch biển đảo chưa đủ hấp dẫn du khách, hãy tham khảo tour du lịch tham quan thưởng thức nho tươi và các sản phẩm chế biến từ nho ngay tại vườn ở làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận mà chúng tôi sẽ đưa đến ngay sau đây. Nằm trên tuyến đường 702 ra vườn quốc gia Núi Chúa, làng nho Thái An đang là điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách thỏa sức du ngoạn trong những vườn nho đỏ chín bạt ngang. Hiện tại thì các hộ trồng nho đang khẩn trương thu hoạch nho bán cho thương lái, đồng thời mở cửa đón du khách vào tham quan thưởng thức nho tươi và các sản phẩm chế biến từ nho ngay tại vườn. Trải nghiệm những cái cảm giác mình được tự tay mình cắt những chùm nho này quá tuyệt vời luôn. Tham quan vườn nho, du khách sẽ được chủ vườn giới thiệu về cây nho, thưởng thức miễn phí nho tươi, mật nho. Sau khi thỏa thuận giá cả, du khách sẽ tự tay cắt những chùm nho tươi chín mọng và thưởng thức ngay tại vườn với giá cả phải chăng. Quý khán giả thân mến, trong những ngày cuối tuần, mặc dù rất muốn đi chơi, đi du lịch nhưng thời gian khá là eo hẹp. Đó là tâm lý chung của rất nhiều bạn trẻ và gia đình. Và để tìm được một địa điểm vui chơi ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và đáp ứng được các tiêu chí không quá xa thành phố, có nhiều trò chơi thú vị, giá cả lại phải chăng, quả là không dễ tí nào. Ngay sau đây hãy cùng Thảo My và ekip chương trình Mua Gì Ở Đâu đi đến một địa điểm mà Thảo My tin rằng đây sẽ là một địa điểm thu hút khách du lịch trong tương lai gần. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Thảo My đang trên xe để di chuyển đến vườn dừa hai màu vô cùng độc đáo tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như thường xuyên theo dõi thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ nhận ra là chương trình Mua Gì Ở Đâu cũng đã đưa tin về vườn dừa này một lần rồi. Nhưng trong khuôn khổ một tin ngắn thì chúng tôi không thể nào truyền tải được đến quý vị và các bạn trọn vẹn sự độc đáo và thú vị của nó. Vì vậy ngày hôm nay Thảo My xin mời quý vị và các bạn hãy cùng trải nghiệm tại vườn dừa hai màu Adoha này nhé. Từ trung tâm thành phố di chuyển xe theo hướng từ Gò Vấp đi quận 12 theo đường Quang Trung, chúng ta sẽ đến phường Tân Chánh Hiệp, đi dọc con đường Dương Thị 10, khi gặp đường Huỳnh Thị 2 thì rẽ trái tìm đến số 409/114, chúng ta sẽ bắt gặp được vườn dừa hai màu có diện tích khoảng 2 hectare. Chào Thảo My. Anh Cường đang làm gì đó? Cũng chăm sóc dừa, mấy cây dừa, khoai trái. Quý khán giả thân mến, đứng bên cạnh Thảo My lúc này đây là anh Nguyễn Chí Cường, chủ của vườn dừa hai màu. Và ngày hôm nay thì anh Cường sẽ hướng dẫn cho Thảo My cũng như là quý vị tham quan một vòng tại vườn dừa độc đáo này. Vậy mời Thảo My với quý vị khán giả cùng đi tham quan nhé. Đây là cây cầu tre tình yêu. Cầu tre tình yêu. Tại sao lại đặt cái tên là cầu tre tình yêu? Tại lúc đầu cũng có ý tưởng làm cái cây cầu tre này nó rất là dài luôn, rồi mọi người hỏi đặt tên gì cho hay hay, cái tưởng đặt cầu tre tình yêu luôn. Cầu tre này nó đi nó cũng lắc lẻo lắm, cũng vượt qua nhiều chướng ngại vật lắm. Thảo My coi nè, trên cùng một trái mà nó có hai màu rất là rõ, màu vàng nè, màu cam nè. Cây thấp thấp đó ra trái rồi, cây này nó ra trái là quanh năm luôn. Thường một cây như vậy á là sẽ cho ra khoảng bao nhiêu trái anh? Một năm khi cây trưởng thành cho khoảng từ 300 đến 350 trái.
Hồi nãy khi mà anh em mình cùng đi một vòng trên cầu tre thì em cũng có quan sát và thấy là ở đây nào là thuyền thúng nè, thuyền rồi xe đạp trên nước nữa, rất là nhiều trò chơi luôn. Vui chơi đây thì thoải mái, rồi vào cổng thì bà con hoặc là gia đình hoặc là sinh viên vào đây thoải mái, không có phải mất vé gì chứ. Các trò chơi thì cái giá cũng bình dân thôi, ví dụ cho cá ăn mồi câu cá thì khoảng 5.000 một lượt, rồi đi cây cầu tre thì 10.000 một lượt, rồi đi thuyền, đi thúng, bơi xuồng nữa thì 30.000 một lượt, đi thả ga luôn từ sáng tới chiều vẫn được. Ngoài việc mình trồng, trình diễn cho bà con thấy thực tế, rồi cũng có nhân một số giống cây để mình bán phục vụ cho mà bà con tới đây họ cần mua, như cây dừa hai màu nè, rồi giống ổi, cây lùng lùng ra trái, rồi xoài, mận, mít, bưởi, nói chung cũng đủ loại cây ăn trái hết. Đến đây là không chỉ được vui chơi nha, còn được thưởng thức dừa nữa nè. Đúng rồi. Rồi còn được mua những cái cây giống về, nếu mà ai thích trồng thì có thể thoải thích trồng luôn. Anh ơi, bây giờ thì Thảo My rất là tò mò rồi, mình cùng trải nghiệm các hoạt động tại đây nha. Em bên tay trái đi, chị bên tay phải nha. Quý vị và các bạn thân mến, thật là thú vị khi giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và tất bật thì chúng ta lại có thể trải nghiệm hoạt động chèo xuồng như thế này. Đặc biệt thì đây là một cái con kênh nhân tạo tại vườn dừa hai màu. Khi mà chèo thì chúng ta vừa có thể tham quan ngắm cảnh và vừa có thể nhìn ngắm những loài hoa rất là đẹp. Wow, cái này gọi là đạp xe đạp vượt chướng ngại vật. Sau khi trải nghiệm hết các trò chơi tại khu vườn dừa hai màu Adoha, tôi được anh Cường dẫn đến một khu vườn trái cây cách đó không xa. Được biết khu vườn mới được cải tạo này có diện tích khoảng 15 hectare, trồng đủ các loại cây trái như xoài, mít, ổi, cam, dừa. Các loại cây trái ở đây đều được trồng theo phương pháp sạch từ khi cây đơm hoa kết trái. Những trái ổi sẽ được bao bọc kỹ càng từ nhỏ cho đến lớn để hạn chế sâu bệnh, chỉ cần hái xuống từ cây, rửa sơ với nước là có thể ăn ngay. Quý khán giả thân mến, nếu như mà quý vị và các bạn muốn tìm một chỗ nào đó để có thể đi cùng với gia đình nghỉ ngơi thư giãn vào dịp cuối tuần thì hãy nghĩ đến vườn dừa hai màu nhé. Nơi đây không cách quá xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu mà lại có thể di chuyển một cách rất dễ dàng. Đến đây thì Thảo My xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Đoạn phóng sự trải nghiệm được dẫn dắt bởi Thảo My vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình vào buổi sáng thứ sáu hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng thứ hai tuần sau cũng trên kênh HTV7.